Linh Chi chia tay Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu hạnh phúc đến ghen tị bên tình mới. Hiện tại, cái kết trong chuyện tình cảm của những nhân vật này hoàn toàn trái ngược nhau khiến cho công chúng cảm thấy ngỡ ngàng. Lâm Vinh Hải, Linh Chi, Lý Phương Châu, Hình Xến từng có khoảng thời gian làm người hâm mộ đứng ngồi không yên vì những sự việc về chuyện tình cảm của họ. Linh Chi từng bị chỉ trích rất nhiều vì nghi vấn là người thứ ba xen vào hôn nhân của Lâm Vinh Hải, Phương Châu. Khi ấy, Lâm Vinh Hải lại gây tranh cãi vì mải mê nhan sắc của người phụ nữ khác mà đành lòng bỏ rơi người vợ Tào Khang, hy sinh cho anh 11 năm trời. Rồi không lâu sau đó, Phương Châu cùng bạn thân chồng cũ là Hiền Sến lại nhận phải gạch đá khi bị lộ thông tin hẹn hò. Chỉ mới vài tháng khi những sự việc này xảy ra thì mối quan hệ tình cảm của hai cặp đôi này cũng thay đổi chóng mặt. Mới đây, sau vài lần lấp lửng thì Linh Chi đã thừa nhận cô tạm chia tay Lâm Vinh Hải. Nữ diễn viên cho biết, chúng tôi vẫn còn yêu nhau, nhưng thời gian qua giữa cả hai xảy ra nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi, tính hại quá đàn ông, sẵn sàng chấp nhận thua thiệt hy sinh vì người khác. Tôi là con gái thấy bạn trai mình như vậy, đôi khi cũng tủi thân, khó nói ra. Tôi muốn cả hai có một khoảng lặng để bình tâm, nhìn lại mối quan hệ này. Anh Hải không đồng ý, vẫn hay nhắn tin gọi điện, nhưng tôi không trả lời. Trước đó, Linh Chi đăng tải dòng trạng thái lấp lửng chuyện chấm dứt tình cảm với Lâm Vinh Hải. Tuy nhiên, cô cũng xác nhận cả hai không chia tay, chỉ đang giận nhau và tình cảm có phần lạnh nhạt. Trước sự việc này, Lâm Vinh Hải cũng nhanh chóng phản bác chuyện tan vỡ giữa cả hai. Lâm Vinh Hải khá nhường nhịn bạn gái. Với anh, chuyện đúng sai giữa hai người không còn quan trọng khi biết bạn gái đang giận dỗi và cần mình. Ai cũng ngỡ rằng sau khi trải qua nhiều sóng gió thì cặp đôi sẽ có một khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn cùng nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm của họ cũng nhanh chóng chấm dứt sau 8 tháng yêu nhau. Giữa lúc chồng cũ Lâm Vinh Hải đang buồn bã vì chuyện tình yêu thì Lý Phương Châu ngày một xinh đẹp và rạng ngời bên Hiền Sến. Sau nhiều tin đồn chỉ trích về chuyện ngoại tình trước ly hôn thì cặp đôi này đang có một mối quan hệ tốt đẹp. Mới đây, cả hai vui vẻ cùng xuất hiện trong một sự kiện. Trước mặt nhiều người, Hiền Sến không ngại ngùng thể hiện cử chỉ tình cảm đối với bạn gái. Cũng giống như Hiền Sến, Phương Châu cũng thể hiện hành động ngọt ngào dành cho anh. Từ khi công chúng biết chuyện hẹn hò của họ thì cả hai khá thoải mái khi cùng nhau xuất hiện chốn đông người. Trên trang cá nhân của Hiền Sến, anh cũng thường đăng hình ảnh thân thiết hạnh phúc bên Lý Phương Châu. Động thái này cho thấy, dù có sóng gió xảy ra thì nam vũ công cũng sẽ bảo vệ bạn gái đến cùng. Cái giá phải trả khi trót làm người thứ ba của mỹ nhân Việt. Chuyện người thứ ba chưa bao giờ cũ trong showbiz Việt. Bất cứ khi nào, đề tài này cũng trở thành đề tài bàn tán hot nhất trong các trang mạng xã hội lẫn trên mặt báo. Cuộc sống tình cảm là chuyện riêng của mỗi người, nhưng đối với nghệ sĩ, nó lại trở thành chuyện chung của nhiều người. Những thông tin công khai tình cảm hợp tan của các nghệ sĩ từ lâu đã trở thành chuyện cơm bữa. Bởi cứ thỉnh thoảng lại có một cặp đôi xuất hiện trên mặt báo với tựa đề liên quan đến mối quan hệ vượt mức bạn bè. Tuy nhiên, chuyện sao nữ giật chồng của sao nữ kia, nghệ sĩ này là người thứ ba, lại là đề tài hot chưa khi nào gây nhàm chán. Mới đây, cặp đôi Linh Chi Lâm Vinh Hải lại làm tốn giấy mật báo chí khi nữ diễn viên găng tay đỏ xác nhận với truyền thông đã đề nghị tạm chia tay Lâm Vinh Hải sau khoảng thời gian mặn nồng. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau, nhưng thời gian qua giữa cả hai xảy ra nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi. Tính hại quá đàn ông, sẵn sàng chấp nhận thua thiệt hy sinh vì người khác. Tôi là con gái thấy bạn trai như vậy, đôi khi cũng tủi thân, khó nói ra. Tôi muốn cả hai có một khoảng lặng để bình tâm, nhìn lại mối quan hệ này. Anh Hải không đồng ý, vẫn hay nhắn tin gọi điện nhưng tôi không trả lời, Linh Chi cho biết. Sau khi thông tin này được công bố, bên cạnh những lời tiếc nuối mà khán giả dành cho cặp đôi, thì rất nhiều bình luận hả hê vì cuối cùng Linh Chi và Lâm Vinh Hải đã đường ai nấy đi. Bởi từ khi công khai tình cảm đến nay, cả hai nhận về lượng anti-fan đông kỷ lục. Phần lớn khán giả cho rằng chính Linh Chi là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân hơn 10 năm của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu, khiến gia đình đẹp nhất nhì showbiz Việt này tan vỡ. Dù cho cả Linh Chi và Lâm Vinh Hải suốt thời gian yêu nhau liên tục phủ nhận điều này, nhưng vô vàn lời công kích với những từ ngữ thô tục nặng nề nhất vẫn được cộng đồng mạng gửi tới cặp đôi. Có thể khẳng định, hơn 8 tháng mặn nồng, Lâm Vinh Hải, Linh Chi chưa khi nào được bình yên vì thường xuyên bị dư luận chỉ trích rồi lại vướng tin đồn rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên, Linh Chi không phải là mỹ nhân duy nhất mang mác người thứ ba. Ngay tháng 9 2017 vừa qua, bà mẹ một con Maya cũng gây ồn ào showbiz vì vướng phải câu chuyện này. Cụ thể, sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Maya tiết lộ thời điểm cô mang thai con gái đầu lòng, bé bồ câu tại Mỹ, đã có người thứ ba chen ngang.
Có mất niềm tin nhưng cũng trải qua 3 năm rồi cũng không quan trọng nữa. Tôi không hận ai, bởi người thứ ba đó cũng không được trọn vẹn hạnh phúc. Là người thứ ba thì không bao giờ được trọn vẹn. Ngay sau đó, Tâm Tít bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân, khiến nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ Maya là người thứ ba. Hẳn là người thứ ba bị người thứ ba chen ngang, khổ tâm thật sự. Chẳng qua người tính không bằng trời tính đó mà, đang phải chịu đỏ quên đi, Tâm Tít viết. Không nhắc đến đích danh ai, nhưng chỉ sau khi dòng trạng thái của Tâm Tít được đăng tải không lâu, Maya đã có lời đáp trả khá dài lên trang cá nhân. Thậm chí Maya còn tiết lộ, chồng Tâm Tít hiện tại cũng là người yêu 7 năm trong quá khứ của cô. Về phía Tâm Tít, cô cũng phanh phui bí mật bố của Maya chính là đại gia Chu Đăng Khoa, tình cũ Hồ Ngọc Hà. Cao tay hơn, Tâm Tít tiếp tục khẳng định vì Maya có tiền sự với những người đàn ông đã có gia đình, nên cô buộc lòng phải để tâm bảo vệ hạnh phúc mình. Và dĩ nhiên, chính những chia sẻ của Tâm Tít đã thẳng thừng tố cáo Maya là người thứ ba trong các cuộc tình. Mặc dù ồn ào này đã chấm dứt, nhưng với khán giả, đó vẫn là cuộc khẩu chiến người thứ ba đáng nhớ nhất của showbiz Việt năm 2017. Hồ Ngọc Hà cũng là mỹ nhân không thể thiếu vắng trong danh sách trót mang mát người thứ ba của showbiz. Từ khi chia tay Cường Đô La và vấp phải mối quan hệ tình cảm với Chu Đăng Khoa, Hà Hồ trở thành kẻ thù của những người phụ nữ đã có gia đình. Bởi họ cho rằng nữ hoàng giải trí chính là người thứ ba xen vào hạnh phúc hôn nhân vợ chồng đại gia Kim Cương. Nếu như vợ Chu Đăng Khoa liên tục lên trang cá nhân, đăng đàn bóng gió chỉ trích Hồ Hà, thì ngược lại nữ ca sĩ luôn chọn giải pháp im lặng và thậm chí là vô tư khoác tay đại gia Kim Cương đi du lịch. Chu Đăng Khoa chưa ly hôn vợ, nên dù muốn hay không thì Hồ Ngọc Hà vẫn là người thứ ba trong mối quan hệ chính danh được pháp luật bảo vệ. Theo tiết lộ từ Đàm Vĩnh Hân, người anh thân thiết với Hồ Ngọc Hà, đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa yêu nữ hoàng giải trí tha thiết, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đường ai nấy đi sau gần 2 năm bí mật hẹn hò. Kết quả của tình yêu trong bóng tối này cũng là bài học chứng minh cái giá phải trả cho chuyện tình không danh chính. Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều câu chuyện liên quan đến chuyện người thứ ba gây ồn ào làng giải trí Việt thời gian qua. Dĩ nhiên, cái giá phải trả đắt hay rẻ chỉ người trong cuộc mới biết rõ nhất. Thế nhưng, có lẽ chính họ cũng không biết được mình mất đi những gì sau scandal ồn ào này, nên mới vướng phải sự việc không đáng có đó. Người thứ ba đáng thương hay đáng trách còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh riêng của mỗi mối quan hệ tình cảm. Việc một ngôi sao bỗng dưng bị gắn mác người thứ ba không còn là chuyện hiếm. Vẫn biết cần phải nhìn nhận sự việc một cách khách quan để tiếp nhận thông tin thật đúng đắn. Nhưng khi đã mang danh người thứ ba, bất cứ ai cũng đáng trách hơn đáng thương. Hay nói như Lệ Quyên, dạy nhất là làm người thứ ba. Tại sao mình phải cố gắng để mình trở thành người thiệt thòi? Có hai khía cạnh. Nếu bạn còn trẻ, bạn vô tình không biết được vì bạn không có đủ kinh nghiệm. Bạn bồng bột, non nớt, dại khờ, cũng đã trách nhưng cũng đáng thương. Còn khi bạn đã trưởng thành và có nhiều thứ nhưng lại làm người thứ ba, bạn cố tình thì càng khó tha thứ. Cái giá phải trả của người thứ ba trong showbiz Việt là ánh nhìn thiếu thiện cảm từ công chúng, sự quay lưng của một bộ phận khán giả và lịch sử tình trường không hoàn hảo, đó chính là điều mà không sao Việt nào mong muốn. Én nhỏ Triệu Vi lộ dấu hiệu tuổi tác, kéo đến bức số 7 da mặt nhăn nheo như bà già, nhìn phát hoảng. Sau hơn 20 năm kể từ bộ phim Hoàng Châu Cách Cách, nhan sắc của Triệu Vi đã tuột dốc không phanh. Có thể nói bộ phim Hoàng Châu Cách Cách chính là bệ phóng đưa tên tuổi Triệu Vi đến gần hơn với công chúng. Sau đó nàng én nhỏ còn mạnh dạn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như đạo diễn, kinh doanh và cũng gặt hái được rất nhiều thành tích. Không chỉ có tài năng, Triệu Vi còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp với đôi mắt to tròn đáng ghen tị. Tuy nhiên dù thành đạt trong con đường sự nghiệp, nhưng nàng én nhỏ cũng không thể chống chọi được sự lão hóa của thời gian. Hơn 20 năm trôi qua kể từ bộ phim Hoàng Châu Cách Cách, nhan sắc của Triệu Vi cũng không tránh khỏi dấu vết thời gian úa tàn. Tuy ngày càng nổi tiếng nhưng vẻ đẹp của cô đã có dấu hiệu đi xuống khi quầng thâm và nếp nhăn bắt đầu xuất hiện. Không những thế, cân nặng của nữ diễn viên còn lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự đàn hồi của làn da. Triệu Vi nhiều lần để lộ khuôn mặt xuống sắc, có phần ngấn mỏ khi tham gia sự kiện. Thậm chí có thời điểm cô còn bị gán biệt danh Triệu Phi Yến vì tăng cân quá nhanh. Nhan sắc của Triệu Vi đã thấy dấu hiệu của tuổi già, khác hẳn với bức hình đã qua Photoshop như gái đôi mươi. Triệu Vi lộ vết nhăn quanh mắt, làn da sần sùi. Những nếp nhăn dấu hiệu của tuổi tác và thời gian là điều không thể tránh khỏi trên khuôn mặt Triệu Vi. Nhan sắc của người đẹp bị đánh giá là khá phập phù. Bởi thỉnh thoảng nữ diễn viên lại xuất hiện với vẻ ngoài xuê xòa, thân hình thiếu thon, khuôn mặt lộ rõ cằm hai ngấn.
Giờ đây mỗi lần cười là nếp nhăn lại xuất hiện trên khóe mắt của nữ diễn viên 41 tuổi. Gương mặt lộ quầng thâm, vùng mắt trũng sâu và vùng cằm ngưỡng mở của Triệu Vy. Có thể thấy Triệu Vy xuống sắc trông thấy theo thời gian, một điểm hoàn toàn đối lập với tài sản hiện nay của người đẹp.